sợ bẩn cứ vào bắt em này, đấy còn tính. Em mới lắp vào chân máy quay. Kiểu cái máy của em nó không có cái ốp nên là cầm máy quay nó trơn, nó trượt thế ngay. Nó không sao đâu, nó cứ nhựa. Thôi, xuất tấn. Được, chạy chạy. Anh em vui vẻ thôi. Đi mà cầm tạm cái ô cho anh lắp cái máy vào nó nè. Ôi giời. Còn mà còn lộn nhanh nhanh đi quá sáng. Kính thưa quý bạn và các vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng của bạn hát. Trận đấu giữa Rian Toma và các cầu thủ Eastern Monster. Đội hình trên sân có Rian Toma gồm thủ môn số 1 Minh Tân, số 14 Quân Minh, số 12 Khắc Cường, số 12 Minh Huy, Ad Lê Huy, số 3 Tuấn Rune và số 57 mà Đạt Trị. Gì thế? Các thủ ra sân của các cầu thủ Monster gồm số 5, số 99, số 11, số 21 và số 25. Mình bình luận như không. Cầu thủ số 6 Hoàng Nhã, TikToker đang follow. Anh đi chạy đi. Anh Tuấn ghi một bàn nghiệp thở thêm 5 man. Hoàn đồng vĩ còn tốt. Sao sao không vươn được đâu. Ghi lên trên đao, chạy, chạy, vươn lên tiếp. Đây ạ. À. Mấy giờ? Gần 2 giờ. Về chắc không có quán mở nhỉ. Ừ. Bảo rồi chủ quán Việt thôi. Nhưng mà qua quán Nhật có mấy quán mở buổi trưa. Ừ. Quán tôi đi, à tôi đi 5 giờ. Anh em đã đúng rồi đấy, người đâu nhá. Về mẹ gan đi si mà vào quán Việt, một cái gì á? Không quán Việt. Việt nào mà rẻ? Có. Bát Long à? Không. Quán phố Việt quán này. Quán nó mà rẻ gì? Quán người quen của anh mà vào mà đâu thì anh nó mà quen. Ơ. Quen nhưng mà rẻ tính mà 7 man, 5 man. Điền. Có hồ đài không? Có. Thiên Ân có hồ đài mà. À quán ở quán Thiên Ân à? Ừ. Quán gì lầu đó là gì? Đây. Quán này thì cũng như quán ở trên trên ngôi cơ bộ, quán nhậu ngôi cơ bộ gì. Hai thế nhả? Nhả 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 nhả. Đã chắc lên nào ơi, đã vầm lên đi. Xuống Tuấn mà thở rồi. Được cái bảo đá em đi. Đây là người hùng của trận đấu khi nãy. Anh em 38. Anh em 38. Đấy, anh Phong Thái là rất con lên cho anh. Ôi, sao cái máy nó dích thế nhở? Lạnh nè, lạnh nè. Có đá lưỡi mới ấm. Thì cái sân sân bên kia gước nè. Trời ơi thế.
đội này cũng hay họ họ không thêm một sao cả tám máy nhỉ không nãy là đội một đã đều đội cửa đội ấy chắc đội này là thay người kiểu là cầm mấy anh em vào đá Tuấn sư phụ thằng em mình chăm sóc được Tuấn kỹ thế. Mới tám phải bỏ ghi sót. Chết. Ăn đi. Bên xanh. Không, mình lên xanh. Đúng rồi. Tôi thì đi thêm nữa chứ. Không có thời gian bay thế. Đi đến đây. Lên. Chạy 10 vòng là khỏi rồi. Chính ơi, chăm sóc anh vừa thôi. Đi ra bóng mà không bật đầu thì hơi khó coi. Thằng tính anh. Để những thằng khác ngại tán em. Tại ngắn cái bụng của anh. Cẩn các bạn rồi. Cái chân ra đây. Đi đá bóng suốt ngày chụp ảnh luôn. Chụp em cổ lắm. Mày lên cả căn cái. Đừng khác ngại, đắng em, tại ngắn cái bụng của anh. Về đây nâng cấp như thế hiểu không? Anh em ơi, che máy quay nghe. Từ từ. Tí anh dùng lên nhóm người đây. Khởi động đi. Mất. Nhẹ nhàng thôi. Trời lắm. Như đi cầy. Thế nên là chụp ảnh thông minh. Cái thằng đứng ở trong thông minh nốt. Mẹ có bút. Chụp phải chụp ngược sáng rồi lấy chúng mày. Anh em cố lên, còn 15 phút nữa thôi là được về rồi. Sắp được 20 phút nữa.
Nhưng mà đội mũ được các bạn, được tháo mũ ra người ta sợ. Hay là hay phết nhờ. À 38 đấy giờ nó đá được kia, nó đá nhàn phết rồi. Nó mày nó trời. Hết trời đẹp sợ. Ấy à, thấm về hậu vệ. Có thể thay ai thay anh. Mẹ nó. Không biết là chỉ cho nó dùng quả đầu. Chào mình tránh hút đấy. Đây thì idol top top này. Rồi nó muốn ăn thì nó gắn cái nghĩa ba mà. Dạ vâng, cầu thủ mang chiếc đầu vàng cho sân là anh Hoàng Cát Chê. Ừ rồi. Đi dậy bà ta. Ờ, cầu kia. Hai quá, đây bị teo. Bị teo về đó. Ui, quên mất. Đá bóng này là anh em bỏ hết xích, à quên, bỏ hết xoanh ra rồi. Đây là số 22 Lê Hoàng. Quả đầu tóc không có lửa, đầu không lẻ. Anh quay đang đi đây này mà chơi có bóng thôi. Bên đấy cũng chạy được luôn đấy. Đấy cái hộp kia à? Ông Cường ông chưa văng ấy, ông chưa văng mấy cái này cái lọ rồi đấy. Ông nọ đã, mấy anh em ông văng. Đấy. Ra nhắc nhẹ anh ấy, giờ sát siêu chia tên đấy. Đấy, sút, đóng được. Hay quá, đúng rồi. Hoàng Anh bắn đầu anh, bóng đẹp đấy. Đừng có sợ bắn đầu nhá. Sút, chưa phòng thôi. Anh hút đi, hút đi nửa đi. Hôm nay thằng Thanh Tân nó bị sốt mà nó báo rồi. Anh báo nó bị sốt thế đấy. Báo cho nhóm này. Chắc là mưa to quá. Bắt sốt tha cho nó ơi. Ai thì có người vô đồ biết. Nó ấm ở trên đầu ấy mà. Đến đi anh ơi, không biết đầu nào. Không quên chi thì mất. Không chi thì mất. Thằng Huy trên kìa anh kìa. Bây giờ. Bây giờ.